Triều Nguyễn mới chào toàn thể quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất Triều Nguyễn. Hôm nay Triều Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một dãy nhà trong đây tổng cộng có khoảng 30 căn thì vừa mới hoàn thiện xong nên cũng đã bán hết một số căn rồi, nên chỉ còn có 2 căn cuối thôi, nên bên đơn vị Triều Nguyễn sẽ quyết định là hạ cho cô chú anh chị mình hạ bán lấy vốn nha quý anh chị. Với mẫu nhà của mình sẽ là ngang là 4m, chạy dài vô là 13m, thiết kế là một trệt hai lầu, nó có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh. Thì cái mẫu mã của mình sẽ thiết kế cho mình là một cái kiểu mới nhất của năm 2023 luôn. Và căn nhà của mình được tọa lạc tại nằm sát trục đường Hương Lộ 11 Đoàn Nguyễn Tấn, ngay cả Ba Tăng Kim, ngay sát quốc lộ 50 nha quý anh chị. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm chỉ có khoảng 20 đến 25 phút thôi. Với mức giá bán đã hạ so với lúc trước, thời điểm trước là bán 2.4 tỷ, nên bây giờ bên đơn vị Trường Nguyễn chỉ còn có 2 căn cuối thôi, nên quyết định hạ để bán thu hồi vốn để đi đầu tư nơi khác nha quý anh chị. Và giá tổng không phát sinh luôn, chỉ có 2.070 tỷ thôi, nhưng đặc biệt nữa sẽ tặng cho cô chú anh chị mình full nội thất cơ bản để phục vụ đến cô chú anh chị mình luôn. Với ngôi nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng Tây, nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng Tây để mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh bao sinh lời nha quý anh chị. Thì trong khu đây có 30 căn nhưng bên đơn vị Trường Nguyễn bán hết rồi, chỉ còn có căn C2 và căn cuối nha quý anh chị. Ở bên căn cuối sẽ cho mình là nở hậu nha, phía đầu thì nhỏ, phía sau thì nó rất là nở hậu, nó được luôn cái đường, nên ở cái căn cuối luôn luôn nào cũng là rất là tiện nha quý anh chị. Căn đó thì diện tích nó hơi lớn hơn tí nên giá thành nó sẽ cao hơn căn này có chút xíu thôi nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mình muốn biết thông tin thì hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Trường Nguyễn để Trường Nguyễn sẽ gửi thông tin và gửi vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình đi xuống đây xem nhà luôn. Thì trước khi đi vào trong căn nhà sẽ làm cho mình là 2 cây cột và một cái trụ cổng kế bên nọc ngói nha quý anh chị, khá là sang. Cây cột cổng quý anh chị cũng được ốp gạch men, trời gạch men càng lao càng bóng nha quý anh chị, khá là sang luôn. Ở trong đây sẽ cho mình là 2 lớp cửa. Lớp cửa đầu tiên sẽ là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, có mạ những cái lớp điểm nhắn màu vàng quý anh chị nên rất là đẹp. Sang trước thì lót cho mình là gạch chống trơn trượt nha quý anh chị. Ở đây thì mình có thể đậu được vài mà chiếc xe máy luôn đó. Nhưng quý anh chị mình thì có do mặt diện ngoài á, thì nó ở trên đây thì nó sẽ cho mình 2 tầng và có những cái ban công đưa ra, nên mà khi mình đi về mình làm mệt mỏi á, mình ra ban công đứng mình hóng gió cũng rất là tiện nha quý anh chị. Về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái che, mái hiên che ra ngoài. Tiếp vào trong nữa sẽ cho mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực. Ở đây thì bên đơn vị Trường Nguyễn sẽ lắp đặt rèm cửa đồ đầy đủ hết rồi, cửa màn đồ từ tầng 1 lên tới là tầng thứ 2 luôn nha quý anh chị. Và trong đây không gian phòng khách á, thì bên đơn vị Trường Nguyễn á, sẽ tặng full nội thất cơ bản cho cô chú anh chị mình hết rồi. Ở đây sẽ lắp đặt cho cô chú anh chị mình thêm một cái tivi rất là to ở khu vực này nha. Thì có kệ tivi rồi, có những cái khung tủ dược hộp rồi nha quý anh chị. Ở đây thì bộ bàn ghế salon, phía dưới chân cầu thang thì cũng có cái tủ dược hộp để cho cô chú anh chị mình trang trí thêm. Trong không gian phòng khách thì cũng rất là rộng rãi và thông thoáng. Ở trên sẽ trần thạch cao nguyên khối, có đèn lon thắp sáng hết căn nhà luôn nha quý anh chị. Và mức giá bán tổng của căn này chỉ có 2.070 tỷ thôi, mà vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Với một mức giá này rất là hời luôn nha quý anh chị. Lúc trước là kêu tới 2.4 tỷ, chỉ bán hết rồi, chỉ còn 2 căn cuối nên hạ giá bán nhanh để thu hồi vốn nha quý anh chị. Đó, tiến xuống đây nữa sẽ cho mình là không gian bếp. Thì không gian bếp đó cũng đầy đủ tiện ích hết rồi, như tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè, mặt đá hoa cương và bồn inox 304 chống rỉ sét chống hao mòn nha cô chú và anh chị. Pháp lý nhà của mình là sổ hồng riêng nha, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày. Đất của mình là đất tại đô thị full thổ cư 100%, được tọa lạc tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, một cái huyện tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mình đi gần nhất là ngay bến xe quận 8 nha quý anh chị, từ vị trí căn nhà mình tới bến xe quận 8 luôn, đi mất đúng 9 cây số thôi, đi khoảng 20 phút là mình tới nơi rồi nha quý anh chị. Và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị Trường Nguyễn sẽ đặt ở cuối dãy nha, thì trong đây cũng đầy đủ tiện nghi hết rồi nha quý anh chị. Đó, tường thì ốp tặng lên cao nên về mình sinh hoạt hàng ngày cũng rất là sạch sẽ luôn. Căn nhà này thì có sân trước rồi nên cực kỳ là thông thoáng, đường xá thì rộng rãi khỏi trê rồi nha quý anh chị. Hãy nhanh tay gọi trực tiếp cho Trường Nguyễn nha để mình có thể xuống khảo sát thực tế với mẫu nhà này. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất Trường Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo để không mất thời gian của cô chú anh chị mình. Đi xem nha, mọi người coi video,
chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn sẽ báo giá tổng và giá công khai trên video luôn. Ví dụ sổ sách như thế nào, diện tích như thế nào, chị Nguyễn sẽ nói hết trên video cho cô chú anh chị mình nắm bắt kịp trước khi mình dự định xuống đây xem căn nhà này luôn. Để không mất thời gian của cô chú anh chị mình đi khi mình đi xem nhà nha. Và đây sẽ là lối đi lên tầng trên, sẽ cho mình là tay vịn bằng gỗ nè, lót gạch lót quý anh chị là đá ba cương luôn đó, với ốp gạch men trắng nên khá là sang. Giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên của gia đình mình. Trên đây sẽ thiết kế cho mình hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Với cái mức giá 2.070 tỷ này mà vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ, mà chị Nguyễn nghĩ là lúc trước thời điểm trước cô chú anh chị nó kêu tới 2.4 tỷ nên chỉ còn hai căn cuối nên hạ giá chỉ còn 2.070 tỷ thôi, bán là bán lấy vốn nha quý anh chị. Nên cô chú anh chị mình hãy nhanh tay gọi trực tiếp cho chị Nguyễn nha. Và đây là cái phòng đầu tiên của trên lầu 1 nha quý anh chị. Trên đây sẽ tặng cho mình là một cái giường và một cái tủ đựng quần áo rồi, nên cũng đầy đủ rồi, chỉ cần quý anh chị mình dọn đồ và ở thôi, không cần phải mua sắm sửa gì nữa đâu nha quý anh chị. Và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ đặt ở phía ngoài, cũng đầy đủ tiện nghi nha quý anh chị. Và đây sẽ là một cái phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì cũng vẫn là tặng cho mình một cái giường và một cái tủ, thì một cái tủ trang điểm cho chị em phụ nữ nha quý anh chị, rất là tiện. Ở trên sẽ là trần thạch cao nguyên khối nha. Nhưng cái phòng này sẽ cho mình là một cái ban công phía trước nhà nên rất là mát nha quý anh chị. Đó, ra đây gió thổi hiu gió thổi dữ lắm nha quý anh chị. Ở đây thì ở dân cư ở khá là đông, chẳng khác gì ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mình đứng đây mình có thể ngắm được hoặc cảnh xung quanh luôn. Với một ngôi nhà tiếp giáp hết thành phố Hồ Chí Minh, đi các quận huyện trung tâm mình đi rất là tiện nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên tiến lên cái lầu cao nhất của gia đình mình để mình khám phá nha. Lầu thứ hai nha quý anh chị. Trên đây vẫn là thiết kế cho mình hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Ở trên đây thì để trống nha, thì quý anh chị mình có thể mua những vật dụng cần thiết thêm vô nha quý anh chị. Ở lầu này thứ hai này sẽ cho mình là một cái không gian cửa sổ nè, nên cực kỳ mát và không khí rất là trong lành. Đó, không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ đặt ở phía ngoài, cũng đầy đủ tiện nghi nha quý anh chị, trong đó thì rất là sạch sẽ. Và đây sẽ là một cái phòng thứ hai cũng rất là rộng rãi, bằng cái phòng y chang như phòng dưới nha quý anh chị, và một cái ban công phía trước nhà. Ra đây thì cực kỳ mát nha quý anh chị. Nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng tây nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng tây để mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh bao sinh lời luôn. Căn nhà của mình lên tận 2 lầu nha quý anh chị. Đó, nó nằm sát trục đường Hương Lộ 11 đoàn Nguyễn Tấn nha quý anh chị, nằm ngay ngã ba Tân Kim luôn, đi về các quận huyện thì rất là gần. Và chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến về không gian phòng khách, chị Nguyễn sẽ lại nói là giá và vị trí chính xác hơn nha. Nãy giờ quý gia đình mình cũng đã được bên đơn vị chị Nguyễn quay sơ cái đường đi vào nhà và không gian tầng trệt lên tới lầu thứ hai rồi. Thì căn nhà mình với diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 13m, được thiết kế là một trệt 2 lầu. Nó có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, có sân trước rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị. Với pháp lý là sổ hồng riêng, đất ở tại đô thị ngay trung tâm thị trấn Hàng Duột, huyện Hàng Duột, tỉnh Long An, giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mình đi về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng chỉ có 20 đến 25 phút thôi. Đường xá này rộng rãi thông thoáng, khỏi chê rồi. Và mức giá bán đúng luôn, không phát sinh nha cô chú anh chị, chỉ có 2.070 tỷ thôi. Vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ để gửi để phục vụ đến cô chú anh chị mình, với được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến gia đình mình rồi nha. Thì xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Mỗi lượt đăng ký kênh là một cái động lực để chị Nguyễn đi tìm những mẫu nhà giá rẻ vừa túi tiền để gửi đến cho cô chú anh chị xem và tham khảo. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây. Chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.